Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món cánh gà chiên nước mắm thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Cánh gà chiên nước mắm là món ăn hay bắt gặp trên thực đơn của các quán ăn nhà hàng, bởi vị thơm ngon hấp dẫn của món ăn không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng đều yêu thích. Vị mặn thơm của nước mắm, quyện với tỏi băm và bám đều vào miếng cánh gà khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy món ăn này cũng khó có thể cầm lòng. Thành phần 1. Cánh gà 250g, 2. ớt sừng, hành tây, hành lá, 3. Hành tím, tỏi củ, 4. Gói gia vị chiên nước mắm Cookie Market. Hướng dẫn chế biến, bước 1. Rửa sạch các nguyên liệu đã sơ chế để ráo nước, hành lá cắt khúc. Hành tây rửa sạch cắt mùi cau Cánh gà cắt miếng vừa ăn hay để nguyên tùy thích, bước 2. Bật bếp lên cho 300ml dầu ăn vào nồi đợi dầu nóng cho cánh gà vào chiên trên lửa vừa từ 7 tháng 8 phút cho cánh gà vàng. Giòn vớt ra để ráo dầu, bước 3, cho hai thìa canh dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng cho gói tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho gói gia vị sốt vào đun một phút rồi cho cánh gà vừa chiên xào sóc đều. Tiếp đến, cho hành tây vào đảo đều tay và ớt sừng sắt lát vào đảo đều từ 2 tháng 3 phút. Cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp. Bước 4, bày món ăn ra đĩa, rắc thêm ít tiêu lên mặt sẽ ngon hơn. Ngon hơn khi ăn nóng cùng cơm trắng. Sàn, dưa leo hay cà chua, bảo quản ở nhiệt độ không đến 4 độ C, hạn sử dụng, sản phẩm sử dụng tốt nhất trong ngày. Lưu ý, không cấp đông thực phẩm trở lại khi đã giã đông, không sử dụng khi sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng.